lắm lên, lắm lên. Nhưng mà anh ơi, có gì đâu. Trong nhà mình đâu, mình tạo điều kiện cho vui mà. Mình tạo điều kiện cho vui mà, cái gì đâu mà. Em còn cái kia nữa kìa. Nhưng mà em... em phải về nhà em chứ anh ơi. Coi chừng nó tàn nó nóng nha. Chừng mấy cây tàn nó nóng á. Không. Ý là mình giục đi á là coi chừng nó nóng á. Hết chưa? Con đem cây đâu?